Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cái quá trình mua hàng tại AliExpress. Tại vừa rồi mình có mua thử một cái micro từ AliExpress, nó rẻ bằng một nửa giá so với Việt Nam, mà mình chọn là free shipping luôn. Sau 25 ngày thì mình nhận được cái micro. Mình ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng là bạn nào mà muốn mua hàng tại AliExpress đó, thì mình nghĩ là các bạn có thể tự mua được, hoặc còn không thì có thể gửi cửa mua cho, không có tính phí đâu. Thì đầu tiên á, thì mình có viết một cái bài blog về quá trình mua hàng này luôn. Bạn nào mà quan tâm thì có thể vào là toihongdohanh.com rồi search cái bài này nha, cách mua hàng trên AliExpress nhanh nhất đó. Thì đầu tiên á, thì để mua hàng á, thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản. Đăng ký một cái tài khoản, ở đây mình có tài khoản rồi, nhưng mà nếu mà các bạn chưa có đăng ký tài khoản á, thì các bạn có thể là đăng ký bằng Facebook luôn. Ví dụ như click vô sign. Như click vô join. Ở một sign with Facebook. Thì ở đây nếu mà bạn chưa có tài khoản đó, thì các bạn sẽ nó sẽ yêu cầu bạn nhập thêm thông tin mật khẩu. Vậy là xong. Rồi vào email kích hoạt là bạn đã có một cái tài khoản có thể mua hàng được rồi. Và trước khi mua hàng á, thì bạn cần có một cái thẻ Visa. Thẻ Visa chính xác đó là thẻ thanh toán quốc tế. Tại vì nhiều người cứ bảo phân biệt giữa Visa với Mastercard gì á, thì các bạn có thể vào bài blog mình là mình viết chi tiết hơn. Thì bạn chỉ cần ra ngoài ngân hàng á, bạn nói là làm cho cần một làm một cái thẻ thanh toán quốc tế trả sau, thì bạn không cần phải chứng minh tài chính hay gì cả, như đóng phí là rồi nạp tiền vô để mua hàng online thôi. Trường hợp mà bạn muốn làm thẻ credit á, thẻ tín dụng á, thì mới cần phải chứng minh tài chính mới phiền thôi. Còn mua hàng này thì bạn cứ làm thẻ thanh toán quốc tế, nhớ nha, thẻ thanh toán quốc tế, có thể là Visa debit hay là Mastercard debit, đại loại vậy đó. Thì các bạn sẽ truy cập lại cái AliExpress này, chọn cái món hàng mong muốn. Ví dụ mình chọn cái micro của mình đó, mình đã order rồi á. Đây là cái micro mình đã order nè. Thì sở dĩ mình chọn cái này á là tại vì thứ nhất là giá nó rẻ. Có những cái shop á, giá nó rẻ hơn, là nó chỉ có 16 đô thôi. Nó rẻ tới 3 đô lận. Nghĩa là 3 đô là 70 ngàn á. Nhưng mà tại mình không mua là tại vì cái cấp này của nó nhỏ, mình không có đủ độ an toàn. Thằng này là một cái thằng nó đã lên vương miện rồi. Ở đây á, ví dụ như đầu tiên là nó sẽ có trái tim, nó sẽ có mấy cấp độ á, nó sẽ có cấp độ là trái tim nè, xong tới huy chương, xong tới kim cương, rồi tới mới tới vương vương miện. Vương miện là cái cuối cùng, cho nên là ai mà vương miện á thì tạm thời tin tưởng nó. Rồi cái thứ hai á, là cái nó bán được nhiều hàng, cái món hàng này nó bán được nhiều nè, 901 order luôn. 91% rate thì nếu mà tìm đó, thì mình cũng muốn là trên 95% thì nó an toàn hơn. Tại vì nó rủi ro là hàng nó ấy, trong khách trả nhiều, khách phản hồi đó, nên là cái phần rate này nè là cái mức độ hài lòng của khách hàng. Nhưng mà cũng không tránh khỏi là mấy ông đọc không kỹ, mấy ông mua hàng mấy ông đòi có 19 đô, mà mấy ông tưởng là được cả bốn cái mic này luôn, xong đến lúc mua được có nhận được có một cái rồi mấy ông la làng lên đấy. Cho nên là cái rây này thì không thể được 100% đâu, tại vì khách hàng mà nhiều ông hóc búa lắm. Rồi ví dụ như mà một số cái sản phẩm á, mà ít người mua á, thì tại vì nhu cầu ít cho nên là cái đó thì hên xui, mình căn cứ vào cửa hàng thôi, mình căn cứ cửa hàng rồi mình căn cứ vào review. Còn những cái món hàng nào mà nó quá 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 rẻ so với giá thị trường á thì cũng nên cân nhắc, tại vì có thể là hàng nhái. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ coi cái phần shipping. Ở đây nó có phần free shipping này, free shipping tổng cộng giá là vẫn 19,33 đô. Giá của nó là 19,33 đô, thì khi mua xong mình cũng chỉ phải trả 19,33 đô thôi. Đó, thì ví dụ như có coupon đó, mình get coupon cái nó sẽ được trừ, click vô thôi. Rồi thì nó có thêm mấy cái hình thức ship này nữa.
ví dụ như DHL MS này nè, mà giá cao lắm, ship quốc tế mà, như Trung Quốc gần ngay cạnh Việt Nam ấy, nhưng mà nó cũng tính giá cao tại vì dịch vụ của nó rất là tốt. Thì ví dụ như khi mình chọn DHL nè, 19 đô nó cộng thêm 17,77 là ra 37 đô rồi, là gần gấp đôi giá. Nhưng mà có một cái, nếu ví dụ như bạn mua khoảng mấy cái thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ như một cái là 17 đô nhưng mà ship hai cái thì nó chỉ mới 19 đô thôi, có nghĩa là nó tăng thêm 2 đô. Thì thay vì là 400 ngàn bạn ship được được một cái micro, nhưng mà ở đây là 400 rưỡi bạn đã ship được hai cái rồi. Thì đó, 500 bạn ship được ba cái. Thì như vậy cho nên là mua càng nhiều thì ship DHL nó càng có lợi. Nên nếu như mua một cái thì nên ship free. Ok. Còn nếu như bạn xác định là mua mua nhóm mua chung á thì nên ship ship chung, như vậy thì nó có lợi, nó rẻ. Đó, thì ví dụ như là mình nó thì mình chọn cái free thì ở đây nó sẽ ghi số ngày nè, 15 tới 60 ngày, nghe cũng hơi ghê, 60 ngày tới 2 tháng, nhiều khi mua 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 xong cái quên bố mất là mình đã mua 2 tháng sau mới nhận được. DHL thì nó siêu nhanh đấy, thì 3 đến 7 ngày thôi, nhưng mà chắc chắn là delay đâu đó có thể là tới 10 ngày lận. Rồi thì nếu mà bạn coi thấy giá như vậy thì bắt đầu xem cái product detail, có nghĩa là cái mô tả của nó đó, mấy cái phần mô tả nè, coi có đúng không, xem là cái gói của nó bao gồm những cái gì nè. Ở đây nó có bốn cái nè, cái vòng cám nè, vòng cái dây nguồn nè, rồi cái sóc mao, rồi cái micro đấy. Rồi nó chú ý là hãy nói cho nó biết màu, không thì nó gửi random, thì lúc này mình quên mất tiêu, thế là nó gửi cho mình cái blue. Mình thì mình muốn cái màu trắng cơ đó, khá đẹp. Cái chất lượng mic này khá ok á, mình đang nói với bạn là dùng cái mic đó luôn á, mic vừa mới mua về hôm qua mình nhận được á đó. Đó, xong rồi ở dưới này nó có feedback nè, hôm qua mình feedback rồi nhưng mà chả hiểu sao nó xóa feedback của mình, có lẽ là mình ghi hơn 3 tuần nhận được, nó sợ là mọi người thấy lâu nên đấy, nên nó xóa, tội cha nó, thôi kệ, làm ăn của người ta mà. Rồi đó, coi feedback thì bạn cũng có thể đọc được, đa số rất là nhiều phần tiếng Nga, tại vì Nga nó hay mua hàng ở Ali lắm, rất là nhiều, lại gần, ship nhanh mà rẻ. Đây ở dưới nó cũng có cái bảng bảng ngày ship luôn nè, nếu mà bạn nước nào đó, thì nó sẽ thừa ở số ngày như vậy đấy. Cho nên là cái này nó không, mình không thấy nó có ASEAN hay là Việt Nam gì đấy, nhưng mà mình từ 20 tới 26 ngày là mình nhận được rồi, mình làm một khúc này đó. Rất là ít người mà từ qua 30 ngày, rất ít rất ít đó. Thì khi mà chọn xong đó, thì các bạn click buy thôi là mua. Thì ở đây á, thì nếu mà chưa có thì các bạn sẽ điền địa chỉ này, thì cố gắng điền cho nó chính xác để mà ông giao thư, ông giao về tới nhà bạn luôn, chứ nhiều khi nếu mà sai địa chỉ là họ không không giao được, thì nó lại trả hàng bên kia phiền lắm. Ở đây mình ghi sai nè nhưng mà nó vẫn ship tới địa chỉ luôn, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là 700.000, 5 số 0 mà mình điền có 4 số 0 à, thế mà nó cũng giao được tới, chắc là Hồ Chí Minh thì dễ tìm. Đó. Rồi ở đây là cái lưu ý về màu nè, ví dụ như bạn mua là bạn mua màu gì, bạn nói I want white color hay là gì đấy, hay là bạn muốn nói nó là giảm giá xuống để mà không bị đánh thuế, ví dụ như là trên 1 triệu là bị đánh thuế thì bạn giảm 40 đô trở xuống, 45 đô trở xuống, tại bây giờ tỷ giá đô là khoảng 23, 23 rồi là khoảng 45 đô là 1 triệu rồi. À không, khoảng 43, 42 đô là 1 triệu rồi, nên là cứ chắc thì nói ghi 40 đô thôi, hàng quà tặng. Thì như vậy thì chắc chắn là nó sẽ không bị đánh thuế đấy, nhưng mà đừng có làm cho một đống cái này mà có 40 đô, hải quan nó chẹt cổ ngay. Rồi khi mà xem xong á, kiểm tra lại này, kiểm tra lại xem là cái hình thức ship hàng đúng chưa, số lượng, đơn giá, đây là cái tổng tiền. Nếu mà xong rồi thì bạn sẽ place order, xong thì qua cái phần thanh toán
Cái này á, sẽ yêu cầu thẻ visa của bạn. Cái này là mình vay rồi cho nên là nó lưu lại. Rồi bạn chưa vay á, bạn chưa có thanh toán thì các bạn cần phải nhập cái thông tin thanh toán tại đây. Đây là 12 chữ số trên thẻ nè, 12 chữ số trên thẻ. Cái này là ngày, cái tháng với cái ngày hết hạn cũng có trên thẻ luôn. Security code á, có ngân hàng á thì nó ghi trên thẻ, có ngân hàng thì nó không có ghi, cho nên là nó sẽ nằm ở mặt sau. Cái card number này nó nằm mặt trước nha. Security code này thường nó nằm mặt sau. Thì các bạn quay ra các bạn xem. Ở đây nó cũng ghi này, đó nè. Ba số cuối. Ba số cuối. If the last three digits inside. Nó ghi như vậy thì các bạn có ăn tiền không biết thì hỏi ngân hàng thôi. Cái ngân hàng bạn sẽ hướng dẫn cho card holder name đấy, điền xong rồi ấn pay now. Bây giờ mình ấn không ấn nữa tại vì mình mua cái đấy rồi, thì bạn ấn pay now thì ngân hàng nó sẽ liên hệ với bạn, là bạn nó nhắn tin cho bạn liền à. Nhớ chọn đúng cái loại này nha, ví dụ như của bạn Visa thì phải chọn logo Visa, Mastercard thì chọn Mastercard, Metro này mình chưa biết nữa. Metro thì phải chọn đúng cái logo. Thằng này á, nó bị PayPal nghỉ chơi rồi, tại vì có lẽ là bán hàng giả nhiều quá nên bị refund nhiều, thế là PayPal nó không 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 chơi với thằng này nữa, không cho thanh toán bên này nữa. Mình nghĩ là vậy thôi chứ không biết là như thế nào. Đó. Thì khi mà bạn mua hàng xong á thì bạn sẽ vào My Order này, xong rồi bạn tracking. Ở đây mình chưa có cái order kia, mình lỡ tay xóa mất rồi cho nên không có vào cho các bạn xem được. Còn mấy cái hình mình chụp ở đây thôi. Đây là order nè. Khi mà order xong á thì khi mà vào cái quản lý order á, thì bạn sẽ thấy là nó sẽ ghi trạng thái của cái đơn hàng nè. Ví dụ như trạng thái của đơn hàng này á, và view detail nha. Trạng thái nè, order nè, đang chờ thanh toán nè, chưa thanh toán nè. Nhưng mà ở bên này á là trạng thái của nó là thanh toán rồi nè, nên là người bán đã ship hàng nè. Đó, trạng thái là người bán đã ship rồi, là cái món hàng của bạn nó đã được ship đi rồi đó, và cái số ngày mà bạn sẽ phải chờ, chờ là nó sẽ đếm ngược lại từ đây. Vừa mới order xong á mà chọn hình thức free ship á là nó sẽ chờ 60 ngày, cũng hơi lâu ấy. Mình cứ nghĩ là khoảng 45 ngày cơ, phải khoảng 45 ngày, nhưng mà ai ngờ 25 ngày là nhận được rồi. Đây nè, còn 34 ngày nữa thì là mình đã nhận được hàng rồi. Mình vào mình ấn confirm mà, thế là xong. Mà sau khi ấn confirm nó còn cho bạn là 15 ngày nữa để bạn mở tranh chấp. Nghĩa là nếu mà bạn 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 thấy mà hàng nó gửi không đúng rồi á thì bạn mở tranh chấp, xong rồi bạn nói chuyện với nó mà bạn muốn lấy lại tiền, bạn trả hàng lại cho nó cũng ok à. Nếu mà bạn, nhưng mà nhớ là phải lý do chính đáng nha, đừng có thích là đổi thì nó đập vào mặt cho. Rồi thì sẽ có một số bạn hỏi là mua hàng về Việt Nam có phải đóng thuế hải quan hay không. Thì cái này mình từng một lần bị hải quan gọi điện ra kê khai rồi. Thì nếu mà giá cái này cũng hên xui nha, tại vì có lúc mình mua trên 1 triệu mấy lần luôn, nhưng mà chẳng bị tới một lần đó mình mua tới 3 triệu đồng thì họ gọi ra và họ nói là cần phải làm tờ khai và kê kê biên hàng hóa rồi đóng thuế. Thì mình nghĩ cũng lên đóng thuế thôi, nhưng mà cũng may là có người người nói giúp nên là cái hàng đó là chuyển thành hàng quà tặng. Chứ mình thực ra mình cũng không có buôn bán gì nên là họ cũng cho qua đó. Cho nên là nhớ, nếu mà mua hàng á thì chỉ nên mua từ 1 triệu đổ xuống thôi. Nếu mà nhích nhê lên khoảng 1,5 triệu á, thì cố gắng nói thằng người bán á, nó ghi là 40 đô để làm quà tặng hay là để sử dụng, nói chung là 40 đô thì sẽ không bị tính thuế. Đừng có kê 3-4 triệu mà kê thành 40 đô thì nó không tin đâu. Hải quan là người thông minh lắm mới vào được hải quan chứ không phải dễ bị bạn lừa đâu. Rồi mua hàng trên AliExpress về bán thì cái này mình vừa mới nói trên rồi. Mua 1 triệu thôi, 2,5 triệu thôi, quá lắm rồi, 2 triệu rồi kê xuống 40 đô chứ
mua về bán thì mình nghĩ là nên order mấy dịch vụ order á, order hàng sỉ giá cũng rẻ lắm, bên sếu đỏ.vn chẳng hạn. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mua lẻ mà chưa có thẻ Visa hay là ít mua á, thì gửi Cường mua cho, Cường mua miễn phí luôn, tại vì Cường cũng được tích điểm trong đó nữa, cho nên là mình Cường sẽ mua giúp các bạn. Và mua thì mình có thể là mình điền địa chỉ của bạn vô, xong rồi hàng trực tiếp ship về tới nhà bạn luôn, chứ bạn không cần phải tới nhà mình để lấy nữa. Đó là như vậy là rất rất là dễ dàng ha. Nên là bạn nào mà cần mua á, mà ít mua hàng trên mạng á, tại vì nếu mà cả năm trời mới mua có một hai món mà làm cái thẻ Visa tốn hết 100 200 ngàn tiền duy trì thì nó cũng phí ra, thì Cường hay mua, cho nên là bạn mua thì Cường mua giúp cho, bạn có lợi Cường cũng có lợi luôn. Đó thì đó là toàn bộ cái quá trình mua hàng trên AliExpress của mình. Thì có thể là sau này mình sẽ review thêm quá trình mua trên eBay hay Amazon, nhưng mà Amazon thì hơi khó, tại Amazon thì nó không có ship về Việt Nam. Amazon thì bạn bắt buộc phải ship thông qua một cái trung gian đó, là như vậy. Vậy nha, nếu mà bạn thích mua thì cứ comment ở dưới, hoặc là gửi email về tôi học đồ họa a@gmail.com thì Cường sẽ mua giúp cho.